Xin chào mọi người, và clip hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một họa sĩ vô cùng nổi tiếng với các bức tranh với tông màu vàng đặc trưng, đó chính là họa sĩ Gustav Klimt. Ông là cây cọ xuất chúng của trường phái tượng đài nổi bật của nghệ thuật tại Áo, có ảnh hưởng lớn đến hội họa thế kỷ 20. Nét độc đáo và đặc biệt trong những bức họa có giá trị của ông chính là vàng ròng hoặc màu vàng. Bằng những nét vẽ chân thực, Klimt khai thác vẻ đẹp sexy quyến rũ của người phụ nữ, bất luận là trong trang phục kín đáo hay trạng thái hỏa thân nóng bỏng. Ông sinh năm 1862 tại vùng ngoại ô thủ đô Viên, Áo. Ông là con thứ hai trong 7 đứa con của một gia đình nghèo có hơi hướng nghệ thuật. Mẹ ông là một nhạc sĩ, mộng trở thành ca sĩ opera nổi tiếng nhưng không thành. Bố ông là thợ kim hoàn, kiêm một họa sĩ với nhiều năm kinh nghiệm. Ông cũng chính là người dạy vẽ cho các con từ khi còn nhỏ. Mặc dù sống trong một gia đình bình thường, nhưng Klimt luôn nỗ lực phấn đấu. Nhờ tài năng thiết phú về nghệ thuật, ông giành được học bổng toàn phần vào trường nghệ thuật và nghề thủ công Viên khi mới 14 tuổi. Chương trình học của ông kết thúc vào năm 1883, và tại đây, ông được đào tạo để trở thành họa sĩ vẽ kiến trúc. Ông bắt đầu công việc như một họa sĩ vẽ kiến trúc chuyên nghiệp khi thực hiện những bức bích họa và tượng điêu khắc đầu tiên có tên Allegory and Emblem trên tường và trần những công trình cộng đồ sộ. Năm 1888, Klimt được trao tặng huân chương vàng Merit bởi hoàng đế Franz Joseph I vì những đóng góp to lớn của ông trong nghệ thuật. Năm 1892, cả bố và em trai của ông đều qua đời, ảnh hưởng rất lớn đến phong cách nghệ thuật của ông, khiến ông thay đổi cách nhìn của mình đối với nghệ thuật. Trong những năm đầu 90, Klimt gặp Emily Flock, là một trong những người đàn bà hóa năng thơ trong những kiệt tác của ông. Cho dù ông có những mối quan hệ với bất kỳ người phụ nào khác, thì bà cũng là người đi cùng ông đến tới cuối cuộc đời. Cuối những năm 1890, Klimt thường có những chuyến đi nghỉ hè bên bờ biển Attersea, và ông đã có những bức họa phong cảnh đầu tiên tại nơi đây. Những tác phẩm của ông thường chỉ mô tả một phía của chủ thể, một phong cách mà ông cực kỳ thích thú. Mặc dù kỳ lạ, nhưng tính cả về số lượng lẫn chất lượng thì chúng đều được đánh giá rất cao. Thực ra, phong cảnh trong những bức tranh của ông được tạo thành bởi những đường nét, họa tiết tinh tế và dứt khoát. Chiều sâu của không gian trong những bức vẽ về Attersea khiến người xem cảm thấy bất ngờ khi nó được thể hiện trên một mặt phẳng, và người ta tin rằng Klimt đã vẽ chúng khi nhìn qua kính thiên văn. Thời kỳ hoàng kim của ông được đánh dấu bằng phản ứng tích cực của giới phê bình cũng như giới mộ điệu về những tác phẩm đặc sắc. Người ta thường nói rằng vì cha của ông là một thợ kim hoàn chuyên chạm khắc những đồ trang sức bằng vàng, nên Klimt từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi vẻ đẹp lấp lánh của vàng. Ông coi đó là chất liệu tuyệt mỹ, và nhờ những kỹ thuật tiết thu từ cha, ông đã cho ra đời những tác phẩm độc đáo và đắt giá hàng đầu thế giới. Cuộc sống giản dị có phần ẩn dật của Klimt chủ yếu dành cho hội họa và gia đình. Tài năng và sự nổi tiếng của ông đã đem khách hàng đến tận cửa, và ông có quyền lựa chọn làm việc cho ai. Thời kỳ này, ông chọn phương pháp vẽ vô cùng thận trọng và cẩn thận. Với mỗi tác phẩm đều yêu cầu có những cuộc thảo luận chi tiết. Klimt mô tả những câu chuyện thần thoại hoặc những câu chuyện ngụ ngôn bằng tranh nhằm che giấu ham muốn tình dục thuần túy của mình. Những bức tranh của ông, chủ thể chính là người phụ nữ, người mẫu được ông cầu tạo dáng ở những tư thế khiêu gợi cho đến khi ông cảm thấy hài lòng nhất, và nhiều người trong số đó là gái mại dâm. Dù sống khép kín, nhưng Klimt quan lại với khá nhiều người phụ nữ, ông yêu thích họ. Vì thế không lạ lẫm gì khi phụ nữ là chủ thể chính trong vô vàn bức họa của ông. Ông gọi họ là những người đàn bà quyến rũ lạ thường. Những tác phẩm của ông đi ngược lại với phong cách của trường phái tự nhiên trước đó. Ông sử dụng các biểu tượng hoặc các yếu tố tượng trưng để truyền đạt ý tưởng liên quan đến tâm lý học và nhấn mạnh đến tự do của nghệ thuật từ văn hóa truyền thống. Năm 1911, bức họa Death and Life giúp ông giành giải thưởng đầu tiên trong triển lãm diễn ra tại Rome. Mẹ ông qua đời năm 1915 khiến ông đau khổ. Và 3 năm sau đó, 1918, ông cũng bất ngờ ra đi vì đột quỵ và viêm phổi khi còn nhiều tác phẩm chưa kịp hoàn thành. Các bức tranh của danh họa Gustav Klimt vẽ trong giai đoạn vàng của ông nằm trong số những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và được sao chép nhiều nhất trong lịch sử. Các bức họa của ông nằm trong số những bức họa có giá trị cao nhất trong số các tác phẩm nghệ thuật cá nhân. Có những bức tranh của ông được đấu giá với hàng chục triệu đô. Vậy là clip ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu xong về họa sĩ Gustav Klimt. Hẹn mọi người ở các clip lần sau. Bye bye mọi người.